Khu ẩm thực chợ đêm Sơn Trà Đà Nẵng. Ẩm này giá rẻ quá ha. 700 ngàn đây là 700 ngàn. 700 ngàn hai con lớn hay cho mình 10 hồng. Một chiều. Một chiều rồi. Đi chung đi chung. Ok, xí đau chả nhà đắt lên kia đây. Ăn cái này rất là rẻ đâu mắc ha. Tôm hùm ở đây chợ đêm Đà Nẵng rất là rẻ luôn, có 500 ngàn, 500 một chiều hai, một chiều rưỡi, chiều rưỡi con bự chứ ha. Anh vậy là một mâm gì đó ha, một mâm gì là chiều rưỡi đó ha, nó bán như là mâm đó ha. Đi đâu này? Nó rẻ luôn. À, nấu ăn tại chỗ luôn.